Bản tin thời sự trưa nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức bàn giao hai căn nhà cho đảng viên trên địa bàn hai xã Suối Dây và Tân Hòa của huyện Tân Châu. Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh khảo sát công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị tại thị xã Trảng Bàng. Trong chương trình có phỏng vấn ông Huỳnh Thanh Phương, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Khôi phục hoạt động vận tải trong nước của các phương tiện vận tải hành khách trở lại bình thường. Bỏ giãn cách, không đeo khẩu trang trong giờ học. Các loại vaccine chống virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 sẽ vẫn hiệu quả dù cho virus có biến đổi. Sau đây là những thông tin chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị, nhằm thể hiện tình cảm của tổ chức đảng với đảng viên khó khăn về nhà ở vươn lên trong cuộc sống, chiều ngày 7 tháng 5, tỉnh ủy Tây Ninh đã tổ chức bàn giao hai căn nhà cho đảng viên nghèo trên địa bàn hai xã, Suối Dây và Tân Hòa của huyện Tân Châu. Dự lễ có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Văn Cường. Căn thứ nhất được bàn giao cho gia đình đảng viên Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1976, đảng viên chi bộ ấp 5 thuộc đảng bộ xã Suối Dây. Căn thứ hai bàn giao cho đảng viên Lê Văn Trung, sinh năm 1961, đảng viên chi bộ ấp Tân Thuận thuộc đảng bộ xã Tân Hòa. Đây là hai đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm qua vẫn chưa tạo dựng được mái ấm lành lặn cho riêng mình. Mỗi căn nhà có diện tích trên 40m², kinh phí trên 80 triệu đồng. Trong đó, tỉnh ủy hỗ trợ mỗi căn 60 triệu đồng, số còn lại do chính quyền địa phương, một số mạnh thường quân và gia đình đóng góp. Tại lễ bàn giao, lãnh đạo huyện Tân Châu và cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã có những phần quà ý nghĩa tặng cho gia đình, các đảng viên nhân dịp vào nhà mới. Chiều ngày 7 tháng 5, Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức khảo sát hai nội dung gồm công tác quy hoạch phát triển đô thị giai đoạn 2014-2020 và tình hình thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thị xã Trảng Bàng. Tham gia đoàn khảo sát có ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng, tiến độ triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Trảng Bàng giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được triển khai theo đúng kế hoạch. Thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ thứ 11 và nghị quyết Đại hội đại biểu huyện Trảng Bàng nhiệm kỳ 2015-2020, thị xã Trảng Bàng đã được tỉnh quan tâm đầu tư phát triển theo định hướng giai đoạn 2016-2020 trở thành thị xã. Hiện nay, khu vực thị xã Trảng Bàng đã và đang có bước tiến mạnh mẽ với nền kinh tế có mức tăng trưởng cao, GDP tăng đều hàng năm, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Trong những năm qua, công tác quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng đô thị được triển khai đồng bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị loại 4. Đối với nội dung đang được thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thị xã Trảng Bàng, hiện còn gặp một số tồn tại, trong đó thì việc quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất không đồng bộ, quy hoạch chuyên ngành chậm được điều chỉnh đã gây khó khăn cho cơ quan chuyên môn trong việc tham mưu giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, quy hoạch của pháp luật về đất đai phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực, thường xuyên điều chỉnh, bổ sung dẫn đến việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính còn chậm. Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng cũng đề nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh về trường hợp đất của người dân đã hình thành đường đi công cộng từ lâu nhưng bản đồ địa chính không thể hiện, đề nghị cho phép địa phương xác nhận và giải quyết thủ tục tách thửa cho người dân, đồng thời bố trí vốn cho thị xã để số hóa cơ sở dữ liệu địa chính đo đạc lại bản đồ hiện trạng, vì hiện nay đã biến động trên 40%. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Mai Văn Hải, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã ghi nhận những kiến nghị của Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng, đồng thời đề nghị thị xã Trảng Bàng sớm có quy hoạch chi tiết về kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, đồng bộ với quy hoạch phát triển đô thị và thị xã Trảng Bàng. Trên cơ sở đó, nhằm tháo gỡ những khó khăn trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan tới cấp quyền sử dụng đất cho người dân. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 sắp diễn ra. Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công tác chuẩn bị cũng như là tổ chức kỳ họp lần này có một số thay đổi so với các kỳ họp trước. Kỳ họp lần này thì sẽ có những nội dung nào đáng chú ý? Mời quý vị khán giả theo dõi phần trả lời phỏng vấn của ông Huỳnh Thanh Phương, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh. Thưa quý khán giả, vào ngày 20 tháng 5 sắp tới, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 sẽ được khai mạc. Tại kỳ họp lần này, ngoài những công việc lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét bàn bạc một số nội dung lớn liên quan đến những vấn đề quan trọng của đất nước.
Trước kỳ họp lần này, chúng tôi đã có một cuộc trao đổi với ông Huỳnh Thanh Phương, Phó trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh. Xin ông cho biết kỳ họp lần thứ 9 Quốc hội khóa 14 sắp tới, Quốc hội sẽ tập trung thực hiện vào những nội dung gì và cách thức tổ chức kỳ họp lần này sẽ được thực hiện ra sao? Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 lần này sẽ diễn ra trong hai đợt. Đợt 1 là từ ngày 20 tháng 5 đến hết ngày 4 tháng 6 năm 2020 dưới hình thức họp trực tuyến, tức là các đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương sẽ họp trực tuyến với lại tòa nhà Quốc hội với các đại biểu họp tại Trung ương. Thì tại cái đợt họp lần thứ nhất này có nhiều nội dung hết sức quan trọng, đặc biệt nhất là ngoài công việc thường kỳ của Quốc hội đó là chức năng lập pháp, Quốc hội sẽ cho ý kiến thảo luận 10 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết và phê chuẩn 3 cái dự thảo, đó là nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU và nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức. Nội dung thứ hai rất quan trọng nữa, đó là Quốc hội sẽ xem xét báo cáo về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước, trong đó có nội dung của công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua. Thứ ba là Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao về chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em trong thời gian vừa qua trên phạm vi cả nước. Đợt 2 thì Quốc hội sẽ họp từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6 năm 2020. Thì các đại biểu Quốc hội sẽ tập trung về hội trường tòa nhà Quốc hội để tại Hà Nội để họp tập trung. Thì ngoài cái công việc mà tiếp tục công việc lập pháp của Quốc hội thì đợt 2 này cũng có khá nhiều nội dung quan trọng, trong đó có thể kể đến như là việc xem xét cái quyết định chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Cái thứ hai nữa là Quốc hội sẽ tiến hành thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia. Đây là một cái công việc hết sức quan trọng để chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2021. Và cuối cùng là Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các dự án luật, các dự thảo nghị quyết và nghị quyết kỳ họp. Thưa ông, với vai trò là Phó trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, ông đã có những chỉ đạo cho công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 lần này như thế nào? Chúng tôi sẽ không tổ chức tiếp xúc cử tri định kỳ như thường lệ vì là đảm bảo cho cái công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, để đoàn đại biểu Quốc hội có thể chuyển tải tất cả ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh nhà đến kỳ họp thì chúng tôi vẫn tổ chức lắng nghe tiếp xúc bằng các hình thức. Thứ nhất là phối hợp với các cơ quan báo đài ở địa phương đăng tải toàn bộ chương trình nội dung kỳ họp và đăng tải cái địa chỉ email, số điện thoại cũng như là địa chỉ của cơ quan đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh để cử tri có thể phản ánh đến đoàn đại biểu Quốc hội những tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, những đề xuất, những khó khăn vướng mắc của mình trong quá trình thực thi chính sách pháp luật ở địa phương. Thứ hai là thông qua cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh và các tổ chức thành viên thì chúng tôi đề nghị các cơ quan của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thu thập ý kiến kiến nghị của cử tri để gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội, chúng tôi sẽ tiếp thu và tổng hợp báo cáo cho kỳ họp. Chúng tôi tổ chức hai cái buổi làm việc với lại lãnh đạo chủ chốt các sở ngành của tỉnh cũng như là các doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh để lắng nghe phản ánh những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách pháp luật tại địa phương. Các cái hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề, các hội nghị tiếp xúc làm việc với các cơ quan của lãnh đạo của sở ngành tỉnh thì phải đảm bảo cái công tác phòng chống dịch COVID-19 theo yêu cầu của ngành y tế, như là không quá số lượng là không quá 30 người, hay là phải đeo khẩu trang, chuẩn bị cái đo thân nhiệt, làm sát khuẩn, rửa tay vân vân. Thưa quý khán giả, từ nay cho đến hết ngày 15 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh sẽ có nhiều hoạt động gặp gỡ tiếp xúc cử tri.
những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri cũng như các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, các cơ quan chức năng sẽ được chúng tôi tiếp tục phản ánh trong các chương trình tiếp theo. Thưa quý vị khán giả, liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, bản tin COVID-19 do Bộ Y tế phát đi lúc 18 giờ ngày 7 tháng 5 cho thấy Việt Nam đã ghi nhận thêm 17 ca mắc COVID-19. Tất cả các công dân này sau khi nhập cảnh đều đã được cách ly. Nếu tính theo tiêu chí số ca lây nhiễm trong cộng đồng, đây là ngày thứ 22 Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, mặc dù tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn phức tạp, nhưng Việt Nam đứng trước yêu cầu phải tiếp tục đón nhận người nước ngoài vào Việt Nam vì mục đích công vụ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là thực hiện trách nhiệm bảo hộ công dân, đón một số công dân có hoàn cảnh đặc biệt từ các nước có dịch về nước. Và trong số này thì không tránh khỏi có một số người đã bị nhiễm bệnh, nhất là ở những khu vực mà dịch đang hoạt động, nên vẫn phải thực hiện cách ly ngay sau khi nhập cảnh để đảm bảo dù có một hay nhiều người trong số này bị nhiễm bệnh thì vẫn an toàn đối với cộng đồng. Còn trên thế giới thì số ca nhiễm COVID-19 đã vượt con số 3,9 triệu người. Cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 đến 11 giờ 20 phút ngày 8 tháng 5. Thế giới, số người nhiễm 3.917.575 người, số ca tử vong 270.720 người, số ca chữa khỏi 1.344.133 người. Tại Việt Nam, số người nhiễm 288 người, số ca chữa khỏi 233 người. Việt Nam không có ca nào tử vong do COVID-19. Tại Tây Ninh, số ca nhiễm 3 người, số ca chữa khỏi 3 người. Nhằm nắm bắt tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 sau khi học sinh trở lại trường, ông Trần Anh Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng cùng lãnh đạo Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã có buổi làm việc với lãnh đạo các xã biên giới Phước Chỉ, Phước Bình và hiệu trưởng các trường học trên địa bàn. Theo báo cáo của lãnh đạo các xã biên giới và hiệu trưởng các trường học, hiện trên địa bàn hai xã Phước Chỉ, Phước Bình có 12 trường học với 3.710 học sinh, không có trường hợp học sinh nào là người nước ngoài. Sau khi trở lại trường học, 100% các trường đều triển khai cho học sinh khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi vào trường. Tại buổi làm việc, ông Trần Anh Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đề nghị lãnh đạo các xã biên giới và hiệu trưởng các trường học tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo. Các đơn vị cần tiếp tục hành động khẩn cấp, kiên quyết, không được lơ là chủ quan. Đối với học sinh không đến trường, cần nắm chắc lý do, nguyên nhân vì sao nghỉ học để có giải pháp phù hợp.